Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty tư vấn Du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Trường The University of Vermont, được gọi tắt là UVM, là trường đại học nghiên cứu đỉnh cao với những chương trình nổi bật như là kinh doanh, sinh học và khoa học sức khỏe, môi trường học, kỹ thuật và một số lĩnh vực khác. Được thành lập từ năm 1791, UVM là trường đại học lâu đời thứ 5 tại khu vực Đông Bắc Mỹ. Trường được đánh giá là một trong một địa điểm tốt nhất để theo học đại học. Vermont 4 năm liền được đánh giá là bang có môi trường sống lành mạnh nhất nước Mỹ. Trường hiện có khoảng 12.000 sinh viên, trong đó có 1,5% sinh viên quốc tế, 91% giảng viên có bằng tiến sĩ, học vị cao nhất trong lĩnh vực giảng dạy của mình. 85 sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp, nằm trong top 100 đại học của Mỹ xếp hạng 92 quốc gia, xếp hạng 36 đại học công lập của Mỹ, xếp hạng thứ 18 các trường công lập có số lượng cao sinh viên học thạc sĩ tại các trường y, luật và kinh doanh danh tiếng nhất tại Mỹ. Một số điển hình như trường Columbia, Cornell, Cambridge, Oxford, v.v. được công nhận bởi các tổ chức đánh giá chất lượng uy tín như AICSB, ABIST, NIASC, v.v. Và hãy gọi qua hotline 0996277629 hoặc 0166515 7271 để được giải đáp những thắc mắc về thông tin du học tại trường. Về chương trình năm học đại học năm 1, giúp sinh viên quốc tế làm quen và chuyển tiếp vào năm 2 đại học với số lượng tín chỉ tích lũy từ 24 đến 28. Sau năm này, sinh viên có thể lựa chọn 101 chương trình cử nhân tại trường đại học Vermont. Về yêu cầu tốt nghiệp phổ thông với điểm trung bình lớp 12 từ 7 chấm, O-level tương đương những GPA 3 chấm trên 4 chấm, về TOEIC là 65 đến 68, APT, IELTS là 6 chấm. Sinh viên có thể lựa chọn ở lại ký túc xá của trường để thuận tiện nhất cho việc học đi lại học tập tại trường. Thông thường, nhà trường yêu cầu sinh viên sống tối thiểu 2 năm đầu tại ký túc xá và có rất nhiều lựa chọn cho sinh viên sống trong và ngoài khuôn viên của trường. Và để biết thêm thông tin về hồ sơ, thủ tục và điều kiện nhập học, các bạn vui lòng gọi đến hotline 0996277629 hoặc 0166515 7271, hoặc các bạn có thể truy cập vào các website của công ty để tham khảo về các chương trình học, đó là tundaiduong.edu.vn và tddvn.com. Chào tất cả các bạn đã đến với chuyên mục chia sẻ về du học của công ty Tân Đại Dương, và đứng cạnh mình đây là em Yến Linh vừa nhận được visa du học Mỹ. Chúng ta cùng trò chuyện với Yến Linh để tìm hiểu được quá trình làm hồ sơ của Yến Linh thì như thế nào nhé. À, chào Yến Linh. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em cho các bạn được biết. Em tên Yến Linh, em năm nay 15 tuổi và đang học ở trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Em vừa hoàn thành xong khóa học của mình và sẽ sang Mỹ đi học tiếp chương trình high school. Cái cảm nhận của Yến Linh khi mà làm hồ sơ về Tân Đại Dương thì như thế nào? Ở đây thì thấy cái chị tư vấn rất là tận tình và làm hồ sơ rất đầy đủ, giúp em có thể đủ tự tin hơn khi vẫn đó. Dạy nhiều câu hỏi tiếng Anh rồi dạy cả tiếng Việt, và để em có thể dạy giúp em dễ tiếp thu những câu hỏi để trả lời phỏng vấn. Qua đâu thì em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Em được tìm hiểu trên mạng và có người giới thiệu. Sau khi mà học xong cái chương trình phổ thông bên đó thì cái nghề nghiệp sau này của Yến Linh là em chọn ngành gì? Em chọn quản trị kinh doanh đại học. Cái dự định sau tương lai của em á, là em có thể chia sẻ với các bạn về cái dự định tương lai của em như thế nào? Sang Mỹ em sẽ học 1 năm tiếng Anh, tiếp đó thì em sẽ học 3 năm trung học phổ thông và 4 năm đại học. Và tiếp đó là em sẽ về Việt Nam để phụ giúp công ty của bạn. Mình học qua Mỹ thì mình sẽ chọn cái bang nào để học em? Em chọn bang Indiana. Là em có người thân bên đó. Chị cảm ơn những chia sẻ của Yến Linh. Thì thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chị chúc Yến Linh là qua Mỹ sau học tập thật tốt nha. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.